lời tự thú của một cái bán hoa. Tôi đã đắn đo rất nhiều khi viết ra những dòng tâm sự hay do gì cái chuyện vạch áo cho người xem lưng. Nhưng thực ra nếu như không viết ra, cũng không nói ra được, thì lòng tôi như một có khối đá đeo. Cái khối đá có tên là lương tâm đang đè nặng. Lương tâm với một cô gái như tôi mà nói, thì có phải lương tức là tiền thì tâm mới có thể có để mà đáp lại. Tôi chỉ khác với gái làng chơi ở chỗ người ta bán sỉ còn tôi bán lẻ. Nhưng bây giờ tôi thấy bản thân mình không biết nên làm gì cho những ngày tháng tiếp theo. Trả thù lũ đàn ông hay chấp nhận cái chết đang treo lơ lửng trên đầu mình. Cách đây 5 năm tôi cũng vì cuộc sống có nhiều biến cố, giải thích ra thì cũng lại bị dư luận chửi vào mặt vì cái tội tham ăn lười lao động. Vậy nên dù gì thì chuyện tôi trở thành một cái bán hoa cũng chẳng có gì phải bao biện. Vì lý do có viện ra đến trăm ngàn cớ thì cũng chỉ có một cái cớ duy nhất, đó là muốn có nhiều tiền mà không muốn động đầu óc chân tay. Tôi cũng có học, là sinh viên của một trường cao đẳng nghệ thuật, công việc biểu diễn nên cũng hay đi nhiều nơi và giao lưu được với nhiều người có tiền. Họ thì có tiền, tôi thì có nhan sắc và tuổi trẻ. Họ thích tôi lại thích cái ví của họ, trắng phớ ra là như thế. Người đàn ông đầu tiên chu cấp cho tôi là một người trung niên đã có gia đình, có con và hơn tôi khá nhiều tuổi. Anh ta rất tử tế với tôi, mua sắm cho tôi không thiếu một thứ gì, kể cả là một căn chung cư nhỏ và toàn bộ chi tiêu của tôi hàng tháng. Anh ta rất tốt, chỉ có điều anh ta có tính hay ghen khủng khiếp, lại già hơn tôi quá nhiều. Nên mỗi lần đi ra ngoài cùng nhau tôi cứ thấy ngại ngùng vì ngoại hình chênh lệch. Tôi thì còn trẻ trung thế này, thích anh ta thì cũng có nhưng bảo yêu thì không. Thế nên tôi luôn cảm thấy hơi ấm ức vì cái thói ghen tuông chiếm hữu và hay cho người khác theo dõi khiến cho tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi còn trẻ nên tôi cũng muốn có những mối quan hệ của mình chứ. Vậy nên khi đó anh ta càng cấm thì tôi lại càng muốn thoát ra. Và tôi đã cặp bồ với ngay ông đối tác của anh trong một lần đi tiệc. Khi ấy tôi cũng nói với ông bạn đối tác là em không còn tình cảm với anh ấy, nhưng mà ông ta cứ ép buộc em để hai người làm một cách nào đó mà thỏa thuận với nhau. Thú thực là tôi dự định nếu như tôi không thoát được thì tôi sẽ gọi điện về nhà mách vợ anh ta tôi là bồ nhí rồi chuồn êm. Nhưng không hiểu hai người đó nói gì với nhau mà từ đó tôi không còn bị đeo bám. Còn cái nhà thì ông bạn đối tác bảo trả lại cho anh ta, ông ta sẽ mua cho tôi căn khác để ở. Tôi nghĩ mình còn trẻ, lại dễ dàng có được những cái mình muốn, nên tôi cũng trả lại giấy tờ và căn nhà để đến với bồ mới. Bồ mới của tôi rất phóng khoáng, không ghen tuông, nhưng ông ta lại có một sở thích bệnh hoạn, đó là thích chia sẻ người tình. Cái kiểu đổi vợ đổi chồng mà trên báo vẫn hay nhắc, thực tế ngoài đời trải nghiệm còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. Ông ta yêu chiều tôi và không muốn tôi đi diễn nữa, ở nhà lo chăm sóc sắc đẹp và tiệc tùng giải trí với ông ta. Nhưng càng ở gần con người ấy tôi lại càng thấy sợ hãi và thấy mất an toàn vì thói lang chạ của ông ta. Có một lần tôi cũng đã mắc bệnh phụ khoa sau khi gần gũi với ông ấy. Tôi đi khám mới ngã ngừa là mắc bệnh lậu, mà trước đó tôi lại chỉ có gần gũi với mình ông ấy. Quá hận kẻ mang đến bệnh tật cho mình, tôi đã nói chia tay. Và như lần trước, cũng chẳng lấy đi của ông ta cái gì để đổi lại sự tự do cho mình. Đàn ông bây giờ khôn lắm, muốn có nhà có cửa thì phải làm con mèo ngoan trong động. Còn nếu muốn bay nhảy thì cứ để lại hết, để anh còn đầu tư cho những em đến sau. Vậy đấy, thế nhưng tôi cũng không cần, bởi vì tiền của ông ta cho tôi hàng tháng tôi cũng thừa tiêu xài. Sống với gã người tình mắc bệnh như vậy tôi thấy cũng rất sợ. Sống một mình một quãng thời gian tôi thấy không ổn cho lắm, vì tiền tiêu mãi cũng hết. Và lại ngoài công việc đi diễn ra tôi cũng chẳng biết làm gì. Vậy nên lại cùng mấy nhỏ bạn bắt mối diễn để lại đi tìm kiếm những nhà tài trợ. Và lần này tôi đã phải trả giá đắt vì lối sống sai lầm của mình. Tôi vẫn biết mình sống như thế này là không đúng, tự trong thâm tâm tôi cũng thấy nhục. Nhưng vì bản thân tôi đã quen có được những đồng tiền quá dễ dàng nên tôi không thể chấm dứt được cuộc sống tầm gửi dễ dãi này nữa. Tôi gặp anh, một thiếu gia đất mỏ, nhà chẳng có gì ngoài tiền, cái gì cũng biết chơi, còn trẻ, rất thoáng chi, nên tôi không có lý do gì để từ chối một người đàn ông như vậy cả.
Ở bên cạnh anh ta, tôi biết được nhiều thứ mà trước giờ tôi chưa thử. Tôi biết hút cần và thậm chí tôi còn biết chơi những đồ quốc cấm. Cả hai chúng tôi đều cùng làm chuyện ấy rất phê. Tôi không có cảm giác gia đọa hay tội lỗi gì cả. Có những khi chúng tôi thuê cả một khách sạn, ở đó bay lắc thâu đêm suốt sáng. Tôi cũng không biết trong đêm hôm ấy tôi đã phục vụ ai nữa. Cuộc đời trở thành một cái bán hoa như tôi cứ trượt dài như thế, cho đến một ngày anh ta đến nói với tôi: "Em đi khám đi xem thế nào, anh dính rồi đấy." Tôi không hiểu dính ở đây là dính cái gì. Bạn hỏi mãi anh ta cũng không nói, nên tôi đành phải đến phòng khám để làm xét nghiệm. Cuộc đời đã trả giá tôi hay tôi đáng bị trừng phạt? Tôi hận anh ta, tôi hận cuộc đời, tôi hận tất cả lũ đàn ông khốn nạn đã khiến tôi dính hát. Tại sao lại là tôi? Tôi đâu đến mức khốn nạn quá mức mà mới có 23 tuổi đầu đã phải chấm dứt cả cuộc đời. Tôi còn quá trẻ, tôi còn chưa kịp sống tử tế được ngày nào. Tôi còn phải lấy chồng, tôi còn phải có những đứa con nữa chứ. Sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Ngoài đời biết bao nhiêu ả đàn bà còn lang chạ, còn xấu xa hơn tôi, mà họ vẫn được lấy chồng, vẫn sinh con và vẫn sống một cuộc đời hạnh phúc. Tại sao? Tại sao lại chỉ có mình tôi phải trả giá đau xót đến như vậy? Lời tâm sự: khi dân chơi muốn chừa một phương để lấy chồng. Cô là một sinh viên tình lẻ, gia đình bố mẹ làm nông nên không mấy khá giả. Nhờ trời thương cho có chút nhan sắc nên cô cũng có nhiều cơ hội để vận dụng nó, mang lại những lợi ích kinh tế cho bản thân, thoát được cái cảnh khó khăn mà sinh viên con nhà nghèo thường gặp. Cô làm gì với nhan sắc ấy? Làm kẻ mua vui cho một cậu thiếu gia chơi bời. Anh với cô quen nhau thông qua Lâm, một bạn thân của hai đứa. Lâm chơi với anh từ thời mẫu giáo, còn cô là bạn thân cùng lớp đại học. Ngay từ lần đầu tiên, anh đã bị cô hớp hồn vì vẻ đẹp và sự khéo léo. Anh xin số điện thoại, kết bạn Facebook của cô ngay tối hôm đó. Cứ những lúc nào rảnh là anh lại nhắn tin tỉ tê với cô đủ chuyện trên trời dưới biển. Đưa cô đi những nơi cô thích, anh quan tâm tới việc học hành trên lớp của cô, giúp đỡ cô một cách tế nhị về kinh tế, vì anh biết cô khó khăn, như lời mà cô vẫn thường hay tâm sự. Với anh, cô là một cô gái quê hiền lành, ngoan ngoãn. Nhưng anh không biết rằng đó chỉ là cái vỏ bọc cô cố xây dựng cho một con người thực sự rất đáng sợ của mình bên trong. Cô vốn là một dân chơi chính hiệu. Duy chỉ có một điều duy nhất, chính bản thân cô phải công nhận là từ ngày quen anh, cô cũng đã ngoan hơn rất nhiều. Không còn thích ăn chơi đàn đúm nữa, và hơn hết là trái tim cô cũng đã bị rung động. Nhưng cô vẫn cứ tiếp tục mối quan hệ nhiều luồng của mình, làm người yêu bé bỏng của anh, nhân tình bé bỏng của chàng đại gia. Rồi cái kim trong bọc cũng lâu ngày phải lòi ra, sự thật cũng ngày được phơi bày. Hôm đó anh dẫn cô về nhà ra mắt gia đình. Khi cô xuất hiện, không chỉ có em trai mà ngay cả mẹ anh cũng phải ngạc nhiên, vì chính mẹ anh cũng biết về mối quan hệ nhân tình từ lâu của con trai thứ hai của bà. Anh chính là người bị lừa gạt trong ngôi nhà này. Chỉ khi nghe mẹ và em trai mình bóc mẽ bộ mặt thật của cô, anh mới tỉnh ngộ và thật sự cảm thấy bẽ bàng. Anh không biết làm gì ngoài trốn chạy, bỏ lại cô một mình trước sự xì phà và đánh đập của mẹ anh. Cô bước ra khỏi nhà anh trong sự tủi nhục, tự trách bản thân mình là một người gây ra cơ sự ngày hôm nay thì phải chấp nhận. Cô tự đẩy ải bản thân, không ăn, không ngủ, chỉ khóc lóc. Cô lại tự trấn an và chửi mình, cô hận chính con người mình. Im lặng và không nghe điện thoại của cô. Cô nhắn tin anh cũng không trả lời, cô đến chỗ làm anh cũng tìm cách tránh. Anh biến mất khỏi cuộc đời cô như thế. Hơn một tháng đã qua đi, khi cô tin tưởng rằng anh đã chính thức biến mất trong cuộc đời mình. Anh đã quên cô, thì đột nhiên anh lại xuất hiện. Không nói không rằng, anh dắt cô sang bờ hồ, nơi anh và cô vẫn thường ngồi với nhau. Anh kể cho cô nghe quãng thời gian qua anh đã đối diện với mẹ và em trai mình như thế nào. Và quyết định lớn nhất đó là anh đã quyết định sẽ quên hết, ở bên cạnh cô, bất chấp sự phản đối của cả gia đình. Anh và cô qua lại với nhau một cách vụng trộm, giấu giếm mọi người. Anh vẫn cứ ân cần và quan tâm cô như trước đây. Cô cũng dần quên mất cái thói quen đàn đúm bạn bè,
Những lúc đi học, lúc nào cô cũng nhắn tin và đợi anh rảnh để hai người nói chuyện, đợi anh tan sở để về ăn những món cô nấu. Họ vẫn cứ bên nhau như thế. Duy chỉ có điều cả hai đều canh cánh làm thế nào để cô được gia đình anh chấp nhận. Hơn một tháng nữa trôi qua, cô vẫn thấy mình bị chậm tháng. Một nỗi sợ khủng khiếp xuất hiện. Khoảng thời gian trước, cô vẫn còn chung đụng với cả hai anh em. Vậy ai mới là người cha thực sự của đứa trẻ? Nếu nó là anh thì cô sẽ rất mừng. Nhưng nếu nó là con của em trai anh thì cô lại một lần nữa cầm dao giết chết anh, lại một lần nữa mắc tội với anh. Và cô sẽ mất đi tình yêu của cuộc đời mình. Cô phải làm gì để làm sáng tỏ chuyện này? Phải làm sao để những bi kịch không giáng xuống đầu mình nữa? Phải bỏ cái sinh linh này, cô thực sự không nỡ. Nhưng nếu giữ, và nếu như nó không phải là con anh, thì cô biết phải làm sao đây? Các bạn thân mến, chúng tôi vừa gửi đến các bạn lời tự thú của những cô gái hư, những dân chơi đích thực một thời. Thiết nghĩ đánh đĩ 10 phương cũng phải để một phương lấy chồng. Thế nhưng liệu có cô gái nào đủ tỉnh táo và đủ thông minh để nghĩ rằng cái phương ấy có chắc chắn là một phương có thể gột sạch đi những quá khứ nhơ nhớp của mình hay không? Với những lời tâm sự ngày hôm nay, hy vọng là chúng tôi cũng đã mang đến cho các bạn một cái nhìn về những người phụ nữ được cho là không được sạch sẽ trong xã hội. Và cũng muốn gửi tới tất cả những người phụ nữ, tất cả những chị em mà chúng ta đang có ý tưởng làm giàu từ thân xác của mình, hãy suy nghĩ tỉnh táo và hãy trở thành những con người có thể làm chủ được số phận của mình. Đừng để đến khi không thể làm gì ngoài thốt ra hai chữ giá như thì mọi thứ cũng đã quá muộn. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.